xuân sang ta chúc nhau bao ước muốn bao hy vọng, cùng rủ nhau mau bay về khắp trên môi cười xinh tươi. Ta chúc nhau những lời chúc lành ước mong tất ngày tươi cười khắp trời. Mùa xuân sang ta chúc nhau năm mới đến mong bao người hạnh phúc ơi xin bay về xóa tan bao buồn lo âu. Ta như càng chơi rượu ấm lòng chúc nhau những lời ước hẹn thắm nồng. Ta như càng chơi rượu ấm lòng chúc nhau những lời ước hẹn thắm nồng. Xuân sang ta chúc nhau năm mới đến mong bao người hạnh phúc ơi xin bay về xóa tan bao buồn lo âu. Ta như cạn chai rượu ấm lòng chúc nhau những lời ước hẹn thắm nồng. Mùa xuân sang ta chúc nhau cho ước muốn bay cao vời cùng nỗi vui luôn bên người xóa ưu tư dài đêm lòng. Ta hãy cùng chúc mừng xuân về ước mong tết này mỗi nhà phát tài. Ta hãy cùng chúc mừng xuân về ước mong tết này mỗi nhà phát tài. Xuân sang ta chúc nhau năm mới đến mong bao người hạnh phúc ơi xin bay về xóa tan bao buồn lo âu. Ta như càng chơi rượu ấm lòng chúc nhau những lời ước hẹn thắm nồng. Mùa xuân sang ta chúc nhau cho ước muốn bay cao vời cùng nỗi vui luôn bên người xóa ưu tư dài đêm lòng. Ta hãy cùng chúc mừng xuân về ước mong tết này mỗi nhà phát tài. Ta hãy cùng chúc mừng xuân về ước mong tết này mỗi nhà phát tài. Đài truyền thanh Tĩnh Gia. Đây là đài truyền thanh Tĩnh Gia. Thưa quý vị và các bạn, xuân Mậu Tuất đang về, mùa xuân của những thời cơ và vận hội mới của đất và người Tĩnh Gia. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại kết quả thực hiện nhiệm vụ trong một năm qua của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Để thêm vững tin hơn vào con đường phía trước, con đường đã chọn từ sự thống nhất cao của ý chí và hành động của ý Đảng, lòng dân. Thực hiện nhiệm vụ năm 2017, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, huyện ta cũng gặp không ít khó khăn thách thức như thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lũ xảy ra trong những tháng cuối năm, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng đã ảnh hưởng bất lợi đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện. Song, được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của tỉnh, cùng tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và sự chung sức đồng lòng của các tầng lớp nhân dân trong toàn huyện, tình hình kinh tế xã hội của huyện tiếp tục có bước phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực. Nổi bật là tốc độ tăng giá trị sản xuất nội huyện đạt 7,5% và đạt 25,04% tính cả trong khu kinh tế Nghi Sơn. Sản xuất nông lâm ngư nghiệp và thủy sản phát triển tương đối ổn định. Tổng diện tích gieo trồng đạt 21.071 hectare, bằng 92% kế hoạch. Sản lượng lương thực có hạt đạt 56.723 tấn, bằng 113% kế hoạch. Trong đó diện tích lúa là 10.499 hectare, đạt 105% kế hoạch. Năng suất đạt 49,1 tạ trên 1 hectare. Cây ngô diện tích là 1.388 hectare, bằng 99% kế hoạch. Năng suất đạt 34,8 tạ trên 1 hectare. Sản lượng đạt 4.835 tấn. Cây lạc 3.985 hectare, bằng 85% kế hoạch. Năng suất đạt 19 tạ trên 1 hectare. Trong năm,
huyện đã triển khai thực hiện các mô hình trồng rau an toàn với diện tích 14 hectare tại các xã Bình Minh, Ngọc Lĩnh, Nguyên Bình. Trong chăn nuôi, tổng đàn trâu bò là 21.500 con, bằng 97,7% kế hoạch. Tổng đàn lợn 55.250 con và đàn gia cầm 670.700 con, bằng 84% kế hoạch. Công tác khoanh nuôi tái sinh, chăm sóc, bảo vệ rừng đạt khá. Trong năm, toàn huyện đã hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng với diện tích trồng mới là 458,7 hectare, bằng 101,9% kế hoạch. Nuôi trồng khai thác thủy hải sản phát triển ổn định. Năm 2017, cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở đã động viên bà con ngư dân chuyển dịch theo hướng giảm dần tàu khai thác ven bờ, phát triển tàu khai thác đánh bắt xa bờ, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào khai thác, chế biến, nuôi trồng thủy sản, mang lại hiệu quả kinh tế cao như nuôi cá lồng tại đảo Hòn Mê bằng công nghệ hiện đại của Na Uy, nghề vây khơi, nghề mành, câu mực được ngư dân doanh nghiệp tiếp nhận, áp dụng và đưa vào sản xuất, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhờ đó, tổng sản lượng khai thác nuôi trồng thủy hải sản trong năm 2017 của huyện đạt 33.400 tấn, bằng 106% kế hoạch. Trong đó nổi bật là lĩnh vực khai thác với 31.500 tấn, đạt 100% kế hoạch, nuôi trồng đạt 1.900 tấn và thu mua hải sản đạt 120.000 tấn, bằng 116,5% kế hoạch. Thực hiện Nghị định số 67/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, trong năm 2017, huyện Tĩnh Gia đã hoàn thành đóng mới 9 tàu cá có công suất trên 800 CV, trong đó 7 tàu dịch vụ hậu cần và 2 tàu khai thác hải sản. Công tác thủy lợi đê điều phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn được quan tâm. Kiện toàn ban chỉ huy phòng chống lụt bão, đồng thời giao chỉ tiêu vật tư dự trữ, tổ chức phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn cho các địa phương. Từ đó đã góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có thiên tai, bão lũ xảy ra. Đi đôi với phát triển kinh tế xã hội thì công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường cũng được tăng cường. Trong năm, các ngành chức năng của huyện đã hoàn thành số liệu thống kê đất đai, cấp 3.580 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó cấp mới 678 trường hợp, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, chuyển đổi 2.902 trường hợp, thế chấp, xóa thế chấp, thay đổi nội dung thế chấp 3.136 trường hợp. Tập trung chỉ đạo lập quy hoạch chi tiết khu dân cư nông thôn cho 11 xã, đẩy nhanh tiến độ xác định giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã, thị trấn, thẩm định thu hồi đất cho 52 dự án với tổng diện tích thu hồi là 75 hectare. Các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ duy trì tốc độ tăng trưởng khá, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tính cả trong khu kinh tế Nghi Sơn ước đạt 27.144 tỷ đồng, đạt 90,5% kế hoạch. Trong đó nội huyện đạt 3.500 tỷ đồng. Tổng bán lẻ hàng hóa dịch vụ đạt 2.700 tỷ đồng, bằng 108% cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.068,1 tỷ đồng, bằng 102,2% cùng kỳ, bằng 134,5% dự toán tỉnh giao, bằng 122,5% dự toán Hội đồng Nhân dân huyện giao. Thực hiện kế hoạch phát triển doanh nghiệp theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong năm 2017, Ủy ban Nhân dân huyện đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh xây dựng kế hoạch mở các khóa đào tạo khởi sự doanh nghiệp, bồi dưỡng doanh nhân, tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo huyện với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ các khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đồng thời đề ra nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển. Nhờ đó, trong năm đã có thêm 166 doanh nghiệp mới được thành lập, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn huyện lên 797 doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho khoảng 10.000 lao động. Các doanh nghiệp trong khu kinh tế Nghi Sơn và các doanh nghiệp trên địa bàn đã tập trung sản xuất kinh doanh vào một số sản phẩm chủ đạo như sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến thủy hải sản, chế biến gỗ, sản phẩm giữ được thị trường tiêu thụ và ổn định sản xuất. Giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng cả trong khu kinh tế Nghi Sơn đạt 29.055 tỷ đồng, bằng 117,4% kế hoạch. Nội huyện đạt 4.635 tỷ đồng. Công tác giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư được cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc
các đoàn thể chính trị từ huyện đến cơ sở xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, chủ đạo nên đã vào cuộc một cách đồng bộ, tập trung chỉ đạo quyết liệt. Trong năm, huyện đã phê duyệt chi trả 376,36 tỷ đồng cho 4.341 lượt hộ gia đình, cá nhân, tổ chức chi trả 339,41 tỷ đồng cho 3.593 lượt hộ gia đình, giao đất tái định cư cho 66 hộ dân, bàn giao 406,95 hectare đất và 49,64 km đường giao thông và đường ống nước cho các chủ đầu tư thực hiện dự án. Cùng với đó, công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng được tăng cường chỉ đạo và có chuyển biến tích cực. Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo. Trong năm, toàn huyện đã huy động được 220,794 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. Trong đó, vốn trực tiếp của chương trình là 105,836 tỷ, vốn trung ương của tỉnh là 35,015 tỷ, vốn địa phương, huyện, xã là 70,822 tỷ, vốn lồng ghép 67,848 tỷ, còn lại là vốn hỗ trợ từ doanh nghiệp, vốn tín dụng và vốn cộng đồng dân cư. Từ nguồn vốn trên, huyện đã triển khai thi công nâng cấp và làm mới 16,3 km đường trục xã, 29,8 km đường liên thôn, bê tông hóa 15 km đường làng ngõ xóm, xây dựng 9,7 km đường giao thông nội đồng, xây mới 15 phòng học, nâng cấp cải tạo 20 phòng học, xây mới 4 nhà văn hóa xã, cải tạo 24 khu thể thao xã, xây mới 2 nhà văn hóa thôn, 2 trạm y tế, nhà ở dân cư xây mới 1.500 nhà, nâng cấp cải tạo hơn 2.000 nhà. Các cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn môi trường từng bước được nâng cao. Đến tháng 12 năm 2017, bình quân toàn huyện đạt 13 trên 19 tiêu chí, tăng 0,7 tiêu chí so với bình quân tiêu chí năm 2016. Có thêm 2 xã là Anh Sơn, Thanh Sơn đạt chuẩn nông thôn mới. Cùng với những thành tựu trong phát triển kinh tế, thì lĩnh vực văn hóa xã hội cũng có nhiều chuyển biến tiến bộ. Chất lượng giáo dục toàn diện có đổi mới, nền nếp dạy học được củng cố, thanh tra giáo dục được tăng cường, cơ sở vật chất trường học tiếp tục được đầu tư cải thiện. Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017 và tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp Trung học Phổ thông đạt 97%. Điểm thi đầu vào các trường đại học năm sau cao hơn năm trước. Toàn huyện có 22 học sinh đạt 27 điểm trở lên, trong đó trường Trung học Phổ thông Thị Xã 2 có 11 học sinh, Trung học Phổ thông Thị Xã 1 có 8 học sinh. Tham gia thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh có 30 học sinh đạt giải, trong đó 5 giải nhì, 13 giải ba, 12 giải khuyến khích, xếp thứ 16 toàn tỉnh, tăng 1 bậc so với năm học 2015-2016. Có 5 học sinh tham gia kỳ thi học sinh giỏi toàn quốc môn Vovinam, đạt 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 2 huy chương đồng. Việc tuyên truyền cán bộ quản lý, giáo viên các trường học cơ bản đảm bảo hợp lý và đi vào nền nếp. Năm 2017, toàn huyện có thêm 5 trường được công nhận đạt chuẩn bằng 100% kế hoạch, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia lên 48 đơn vị. Trong năm, các ngành chức năng đã tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng. Trong đó nổi bật là tuyên truyền về những thành tựu đổi mới của quê hương, tuyên truyền về công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, cấp giấy phép xây dựng. Đài truyền thanh truyền hình huyện có trên 382 giờ phát sóng với 450 chương trình truyền thanh và truyền hình phục vụ việc chỉ đạo, điều hành của cấp ủy chính quyền địa phương. Công tác quản lý nhà nước về du lịch, bảo tồn, di sản, tổ chức lễ hội được quan tâm chỉ đạo. Tổ chức thành công lễ kỷ niệm 445 năm năm sinh danh nhân văn hóa Đào Duy Từ và khởi công xây dựng dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử đền thờ Hoàng Quốc Công Đào Duy Từ, tạo dấu ấn đậm nét trong lòng nhân dân và du khách gần xa. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa được quan tâm. Đến hết tháng 12 năm 2017, toàn huyện đã khai trương xây dựng được 392 đơn vị, 267 trên 284 thôn có nhà văn hóa, đạt 94,01%. Nguồn kinh phí chủ yếu là nhân dân đóng góp và từ nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ. Các nhà văn hóa thôn hầu hết có khuôn viên rộng rãi, có sân thể thao, có sân biểu diễn văn nghệ, tăng âm, loa máy, phòng màn, tủ sách pháp luật,
đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được cán bộ đảng viên ở các địa phương chấp hành nghiêm chỉnh. Cảnh quan môi trường ở các khu dân cư ngày một xanh sạch đẹp. Hoạt động văn hóa văn nghệ quần chúng diễn ra thường xuyên, thu hút được đông đảo nhân dân tham gia và đã mang lại những hiệu quả thiết thực. Ngành y tế đã làm tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân với tổng số lượt khám chữa bệnh đạt 264.829 lượt. Công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm được thực hiện tốt. Năm 2017 đã có thêm 4 đơn vị đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, giai đoạn đến năm 2020, nâng tổng số xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã lên 22 xã thị trấn. Điểm nhấn trong lĩnh vực văn hóa xã hội là công tác đào tạo nghề, tạo việc làm cho người dân. Theo đó, trong năm 2017, huyện đã tạo việc làm mới cho 6.500 lao động, đạt 100% kế hoạch. Trong đó, xuất khẩu lao động 60 người có thời hạn ở nước ngoài. Đặc biệt, trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn liên tục duy trì, bồi dưỡng, đào tạo, dạy nghề như hàn kỹ thuật, máy lạnh điều hòa không khí và điện công nghiệp, may và thiết kế thời trang, công nghệ ô tô cho trên 1.000 học sinh. Hàng năm có hàng trăm học sinh ra trường có tài nghề giỏi, đáp ứng được yêu cầu của các công ty doanh nghiệp, qua đó đã góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân ở các địa phương trên địa bàn huyện. Đi đôi với công tác giải quyết việc làm thì các chính sách an sinh xã hội cũng được thực hiện kịp thời. Trong năm đã hỗ trợ cấp gần 144 tấn gạo cho 4.306 lượt hộ nghèo gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ Tết Nguyên đán 2017 và thời kỳ sắp hạt. Chi trả 53 tỷ đồng cho các đối tượng người có công, chương trình xóa đói giảm nghèo được quan tâm, đời sống nhân dân ổn định, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm xuống còn 9,14%. Tình hình an ninh chính trị ổn định, quốc phòng được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo môi trường ổn định, lành mạnh cho phát triển kinh tế xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác thanh tra được quan tâm, chỉ đạo, góp phần tích cực vào việc tăng cường chống tham nhũng, lãng phí, công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị giữa chính quyền các cấp với mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội được tăng cường, công tác quản lý điều hành của Ủy ban Nhân dân huyện kịp thời, linh hoạt, nhạy bén, góp phần quan trọng trong việc tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, cũng như các vấn đề về đời sống xã hội. Qua đó nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của nhà nước, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Có thể thấy, những kết quả đạt được trong năm 2017 là tiền đề, là động lực, góp phần quan trọng, tạo khí thế mới, lực mới, mở ra con đường tươi sáng để huyện ta phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới. Phấn khởi với những thành tích đã đạt được, bước sang năm 2018, năm bản lề có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, nhiệm kỳ 2015-2020. Trên cơ sở kế thừa những thành quả đạt được, đánh giá sát đúng thời cơ, vận hội. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ, chính quyền huyện xác định trong năm 2018 là thực hiện đề án đề nghị công nhận huyện Tĩnh Gia đạt tiêu chuẩn đô thị loại 4 và đề án thành lập thị xã Tĩnh Gia, đồng thời nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, đào tạo, giảm nghèo, giải quyết việc làm, an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm ở từng ngành, từng cấp để tạo chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện định hướng về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện trong năm 2018. Kính thưa toàn thể các đồng chí, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện Tĩnh Gia kính mến, hòa trong niềm hân hoan của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tộc Việt Nam chào đón một mùa xuân mới, xuân Mậu Tuất năm 2018, mùa xuân đổi mới mạnh mẽ. Thay mặt lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Tĩnh Gia, tôi thân ái gửi đến toàn thể các đồng chí, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, các cựu chiến binh, những đồng bào huyện Tĩnh Gia đang sinh sống ở mọi miền Tổ quốc và cộng đồng các doanh nghiệp trên địa bàn huyện nhà lời thăm hỏi ân cần, lời chúc Tết tốt đẹp nhất. Kính thưa các đồng chí,
cán bộ chiến sĩ và nhân dân huyện Tĩnh Gia. Năm 2017 tuy còn nhiều khó khăn thách thức nhưng được sự quan tâm của các bộ ngành trung ương, của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ban ngành cấp tỉnh, đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tĩnh Gia đã vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế xã hội của huyện nhà tiếp tục phát triển khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tăng trưởng kinh tế vượt kế hoạch đề ra, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng hướng, tốc độ tăng giá trị sản xuất nội huyện đạt 7,5% vượt 0,5% kế hoạch hội đồng nhân dân huyện giao, có 21 trên 26 chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt và vượt kế hoạch, thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 326 tỷ đồng vượt 33,5% dự toán tỉnh giao, tăng 1,2% dự toán hội đồng nhân dân huyện giao. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực có bước chuyển biến tích cực, đều hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà nghị quyết hội đồng nhân dân đề ra. Công tác xây dựng nông thôn mới đạt được những kết quả quan trọng, có 2 xã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí được Ủy ban nhân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Việc đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội được quan tâm chỉ đạo. Công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư được thực hiện quyết liệt và hoàn thành kế hoạch tỉnh giao. Nhiều dự án quan trọng trong khu kinh tế Nghi Sơn đang được triển khai thực hiện theo đúng tiến độ. Chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, công tác đền ơn đáp nghĩa được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng chế độ. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Các lĩnh vực về giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao có bước chuyển biến rõ rệt, lề lối làm việc từ huyện đến cơ sở được chấn chỉnh. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Những kết quả trên là nền tảng quan trọng để đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tĩnh Gia tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 đã được tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh giao. Thay mặt ủy ban nhân dân huyện, tôi xin trân trọng cảm ơn những nỗ lực cố gắng của các cấp các ngành trong huyện, của toàn quân, toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp huyện nhà. Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện của các bộ ngành trung ương, của tỉnh và nhân dân huyện Tĩnh Gia đang sinh sống trên mọi miền của Tổ quốc. Kính thưa toàn thể các đồng chí, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện nhà, năm 2018 được dự báo nền kinh tế còn nhiều khó khăn thách thức. Thực hiện nghị quyết của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân tỉnh, nghị quyết của ban chấp hành đảng bộ huyện, hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2018, năm bản lề thực hiện nghị quyết đảng bộ huyện lần thứ 25, ủy ban nhân dân huyện xác định tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo các ngành, các cấp từ huyện đến xã thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt từ 7,5% trở lên. Tập trung đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông và chỉnh trang đô thị, nâng cao năng lực quản lý và chất lượng các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục đào tạo, giảm nghèo, giải quyết việc làm, an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, siết chặt hơn nữa kỷ cương kỷ luật trong công tác chỉ đạo điều hành và tập trung vào những vấn đề trọng tâm trọng điểm ở từng ngành từng cấp để tạo chuyển biến rõ rệt. Để hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện cần làm tốt một số giải pháp trọng tâm như sau. Một là tiếp tục siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực, gắn với tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, xử lý nghiêm người đứng đầu đơn vị để đơn vị không hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ được giao. Đây là giải pháp quan trọng mang tính chất quyết định đến việc hoàn thành nhiệm vụ năm 2018 của huyện. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, giải quyết kịp thời các kiến nghị của các doanh nghiệp, các đơn thư của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Hai là chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư, thực hiện bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư đúng tiến độ, thực hiện nghiêm công tác quản lý, quy hoạch, trật tự xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, xây dựng và tổ chức có hiệu quả chương trình phát triển đô thị Tĩnh Gia, khu kinh tế Nghi Sơn. Ba là tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách, chống thất thu,
giảm nợ đọng thuế, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, ưu tiên nguồn vốn cho đầu tư cơ sở hạ tầng như trường học, trạm y tế, kênh mương nội đồng, các công trình phòng chống bão lụt, cơ sở hạ tầng tại các xã xây dựng nông thôn mới, chỉ đạo hoàn thành chỉ tiêu thành lập mới doanh nghiệp năm 2018. 4 là tập trung chỉ đạo phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, giám sát chặt chẽ việc sản xuất đúng khung thời vụ, cơ cấu giống phù hợp, đảm bảo tưới tiêu hợp lý, tiết kiệm, triển khai các ứng dụng khoa học công nghệ, đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất, nhân rộng những mô hình sản xuất có hiệu quả, phát triển chăn nuôi theo mô hình trang trại tập trung, quản lý chặt chẽ chất lượng con giống, thức ăn, kiểm soát dịch bệnh và môi trường trong chăn nuôi, tăng cường quản lý kiểm soát, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển lợi thế và khai thác nuôi trồng thủy sản và chế biến thủy sản tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của huyện nhà. Năm 2018 phấn đấu có thêm 3 xã về đích nông thôn mới, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các phương án phòng chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn, phòng cháy chữa cháy rừng tại các xã và các đơn vị. Năm là ưu tiên hợp lý kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp sử dụng nhiều lao động như giày da, may mặc, các ngành nghề công nghiệp phụ trợ sau lọc hóa dầu và trong lĩnh vực nông nghiệp tại các xã phía Bắc của huyện nhà, đẩy mạnh phát triển dịch vụ, du lịch và thương mại, tăng cường công tác quản lý kêu gọi đầu tư hạ tầng khu du lịch Hải Hòa và một số khu du lịch khác trên địa bàn để sớm trở thành một trong 3 khu du lịch của tỉnh Thanh Hóa. 6 là chỉ đạo công tác đào tạo nghề theo hướng chất lượng hiệu quả sát với thực tế của địa phương, quan tâm chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động, nhất là người lao động bị thu hồi đất, lao động nông thôn, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo, thực hiện đầy đủ các chế độ với người có công, gia đình, thương binh, liệt sĩ, người nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng, duy trì tốt chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tập trung giải quyết những vụ việc nổi cộm về an ninh biển đảo, an ninh trên bộ, an ninh nông thôn, hoàn thành kế hoạch tuyển quân năm 2018. Đẩy mạnh công tác phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, quản lý tốt các hoạt động của người nước ngoài hoạt động tôn giáo, xây dựng và tổ chức thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ. Để thực hiện tốt mục tiêu nhiệm vụ năm 2018, thay mặt lãnh đạo huyện Tĩnh Gia, tôi đề nghị cán bộ đảng viên và nhân dân huyện nhà tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong ý chí, hành động bằng các giải pháp tích cực, thiết thực, hiệu quả để chung sức vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh. Phấn đấu toàn huyện Tĩnh Gia được công nhận đạt tiêu chuẩn đô thị loại 4 và thành lập thị xã Nghi Sơn vào năm 2019. Nhân dịp năm mới năm 2018 và đón Tết cổ truyền Mậu Tuất, thay mặt lãnh đạo huyện Tĩnh Gia, tôi xin gửi tới toàn thể đồng chí cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trong huyện và những người con quê hương Tĩnh Gia đang lao động, học tập, công tác, sinh sống trên mọi miền của Tổ quốc và ở nước ngoài lời chúc năm mới tốt đẹp nhất. Năm mới, nhiệm vụ mới, khí thế mới, tư tưởng đổi mới, thắng lợi mới. Xin trân trọng cảm ơn. Xuân Mậu Tuất 2018 đang về với mọi người mọi nhà. Phát huy truyền thống của quê hương anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà nguyện đoàn kết một lòng, đem tất cả tinh thần, sức lực, trí tuệ, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018, xây dựng quê hương Tĩnh Gia ngày một giàu đẹp, văn minh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh đặc biệt chào Xuân Mậu Tuất 2018 của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Cao Văn Lâm, phát thanh viên Huyền Diệu, kỹ thuật sản xuất chương trình Trường Giang, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Trung Luyến, Văn Tú viết mẫu. Chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia được truyền tải trên mạng Internet tại địa chỉ truy cập tinhgia.vn và truyền hình tinhgia.com. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.